cái xăng rất là độc đáo, toàn bộ thân là... một thân nó bị mục hết rồi, còn lớp vỏ thôi, rất là hay à. Nếu sao mà nó vẫn sống rất là mạnh liệt, là thấy là toàn bộ cái thân nó là nó mục hết rồi. Cái khớ cái góc khớ quá là đẹp. Đây có cái dưới các bạn, dưới rất là hay ha. Chào quý vị các bạn. Thì đây là một tác phẩm lọc vườn rất là khủng, rất là đẹp. Đây này đang được trưng bày tại triển lãm Hội Sài Tây Phước tháng 4 năm 2018, nhân dịp ngày lễ 30/4 quốc tế lao động 1 năm. Các bạn nhìn góc, góc quá là đẹp, quá là khủng. Có nhiều u bướu rất là tuyệt vời. Tây cạnh cây đang thòng một số bọc cây lục vườn rất là tuyệt. Rồi giữ
quá là dữ. Xin kính chào quý vị các bạn. Đây là một dãy cây mini, các bạn thấy không? Với những cây rất là đẹp. Những cây được đang trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước năm 2018. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 quốc tế lao động mùng 5. Lần này mình thấy những cây rất là xuất sắc. Và những cây mini đẹp, đây là cây sạp. Rất là đẹp. Tàu không cần than, mini rất là đỉnh nha. Cây xanh chua, một tàu không cần than, quá là dữ. Bên ngoài rất là đẹp, đẹp hơn lên video rất nhiều. Tổng hợp xanh độc đáo, vô cùng độc đáo. Mai Chiêu Thủy có 102. Lại là một cái mai chú thủy. Nhìn ở ngoài rất là đẹp. Sản phẩm linh sam. Không phẩm là đậu chậu linh sam đây. Rất là hay. Phẩm linh sam. Xanh mini. Một cái sạp quay lóc rất là to. Toàn bộ dãy cây đây, cây với nhiều cây mini đẹp ha. Video thì không thể mà nhìn rõ được cái tiêu cảnh bên dưới đó. Tiêu cảnh rất là đẹp. Và tôi nói là đây là một cái lộc vườn khá là nổi bật tại cái triển lãm cảnh huyện Tiên Phước năm nay. Cảnh rất là đẹp. Thì những cái bông này đang bắt đầu nở rồi, có một số là nở rồi, rụng. Đây, và nhìn kỹ bên phía này, do bông nó dày quá cho nên không thể